ngày 18 tháng 9, đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện chỉ thị số 07 của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí về tăng cường quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp, đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản. Hiện nay trên địa bàn thành phố, tổng số hộ gia đình được giao đất theo Nghị định số 64 NĐ-CP là 6.523 hộ với tổng diện tích 1.613,2 ha. Quỹ đất 5% qua rà soát trên địa bàn chủ yếu là diện tích các đầm nuôi trồng thủy sản, các khu vực ao hồ, thùng vũng trũng sâu tại các xã phường Yên Thanh, Điền Công, Phương Nam, Phương Đông, Quang Trung. Tổng diện tích 311,62 ha. Về đất nuôi trồng thủy sản, thành phố có 350 hộ với diện tích 1.119,42 ha, chủ yếu tập trung tại các phường Quang Trung, Yên Thanh, Phương Đông, Phương Nam, Trương Vương, xã Điền Công. Đối với đất lâm nghiệp, theo thống kê trên địa bàn thành phố có 1.514 hộ với diện tích 3.147,37 ha. Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên Môi trường, trong quá trình quản lý sử dụng đất nông nghiệp, đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản vẫn còn những diện tích đất sau khi giao cho hộ gia đình cá nhân sử dụng, nhưng không sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp mà để đất hoang hóa hoặc chuyển mục đích sử dụng trái phép sang đất phi nông nghiệp, lấn chiếm sử dụng sai mục đích. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các xã phường cần tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đảm bảo đúng mục đích kế hoạch đề ra, giao các xã phường lập bảng thống kê chi tiết hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp, diện tích đất 5%, diện tích đất nuôi trồng thủy sản và đất lâm nghiệp tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2016. Trong đó phải rà soát thống kê tổng số tổ chức cá nhân được giao đất, diện tích các loại đất đã giao cho các tổ chức và cá nhân, diện tích đất biến động so với năm 1994 và năm 2004 do các nguyên nhân giải phóng mặt bằng, hiến đất, chuyển đổi mục đích. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thời gian các xã phường hoàn thiện báo cáo trước ngày 25 tháng 10, Phòng Tài nguyên Môi trường tổng hợp báo cáo trước ngày 30 tháng 10 năm 2017.